chuyển qua cái sự việc và chuyển đơn. Một trong những người bị hại, một trong những người bị hại của chị Hằng, nó chị này nói tới mơ tới mốt cũng không hết hết chuyện nữa, mà nói càng nói lại càng loãng chứ không 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 có càng câu đặt. Một trong những người bị hại của chị Hằng rất sợ cơ quan chức năng mời làm việc, mời lên làm việc, mặc dù mình là người bị hại. Đó là ai? Là chị Đinh Lan nhà ta. Ngày hôm nay chị khoe rằng á, chị khoe rằng á là có một cái lá đơn chuyển đơn, và lá đơn của cơ quan cảnh sát điều tra chuyển đơn của chị về cho từ công an thành phố Hồ Chí Minh trở về cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Gò Vấp. Mà các bạn biết là trong năm nay biết bao nhiêu đơn chuyển về cho công an huyện Gò Vấp và do cái chị này soạn cho các bạn. Đó, rất nhiều đơn thì tôi nghĩ rằng là cái sự việc mà lụm thêm 15 người theo chị này nói á, các bạn theo các bạn nghĩ á, là nó có thể xảy ra là không? Cái sự việc chị này bảo rằng mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng, tôi Đinh Lan viết bài này để thông tin về vụ án Nguyễn Phương Hằng và đồng bọn. Tôi cảnh cáo các người tấn công tiếp tục với tôi, cụ thể các kênh YouTube đang bị đề nghị bắt giam 3 người và khởi tố 12 người đã và đang tấn công tôi. Vì tôi ở quận Gò Vấp mà các YouTuber ở nhiều địa phương khác nhau nên thẩm quyền giải quyết cho công an Gò Vấp là đúng pháp luật. Hôm 17 tháng 7 2023, BC01 Công an Thành phố Hồ Chí Minh có phiếu chuyển đơn lá đơn từ thanh tra Bộ Công an đến cho thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh về việc tôi đề nghị bắt tạm giam Vũ Văn Thịnh, Lê Thị Thu Hà, Hà Lê trợ lý bà Nguyễn Phương Hằng và Đỗ Thị Hương chủ kênh Hương Quảng Châu, khởi tố 35 YouTuber tội đồng phạm. Bị can Nguyễn Phương Hằng bị phạt nặng tội thêm chính là tại các người hàng ngày lợi dụng bà để kiếm tiền bất chấp rồi xin tiền trên mạng và bán hàng như các kênh. Tôi xí một tí xíu nha chị Đinh Lan. Trước đó đó, chị cũng lợi dụng chị Hằng bất chấp mà chị binh giật chị Hằng đi đó, chị nhớ không? Ngày hôm qua tôi đã phân tích cho chị nghe rồi đó. Tại sao phát hiện một cái video clip vào ngày 7 tháng 9 năm 2021, chị bảo rằng chị sẽ tiếp sức cho Đặng Thị Hàn Ni báo Sài Gòn Giải Phóng, chị nhớ không? Như vậy chị có bị tội gì không? Mà bây giờ chị thấy người ta nói về mình, cái chị kiện người ta. Đây là kết quả của luật nhân quả. Đúng chưa? Chị đã gửi bao nhiêu đơn mà chị phải làm phiền bao nhiêu cái tấm giấy, bao nhiêu cái bút mực của cơ quan chức năng rồi. Sau những lúc đó, sao chị không suy nghĩ lại là giống như lúc này? Chị tấn công vào chị Hằng được thì người khác tấn công vào chị được. Đó là luật nhân quả. Đó là cái quy trình cân bằng của xã hội này. Có người ác thì phải có người hiền. Có người xấu thì phải có người đẹp. Nó thì tại sao chị tấn công vào chị Hằng được nhưng còn khác tấn công chị lại không được? Trừ khi chị là người chính nghĩa thôi. Chị là người đúng đắn. Mà chị nghĩ rằng chị Hằng Ni có đúng đắn không? Nếu chị Hằng Ni, cái người thần tượng của chị mà đúng đắn thì đâu có cái phiêu việc mày bị bắt tạm giam vào ngày 24 tháng 2 năm 2023 mà giờ này cũng ngu tịch, cũng không biết. Đúng rồi, Đạo Phong nói đúng rồi đó. Đó là lực bù trừ của xã hội này. Đó, thì chị này yêu cầu là bắt tạm giam ông Vũ Văn Thịnh. Thì ghê không? Cái sự việc bắt tạm giam hay là không là do cơ quan chức năng. Nhưng mà chị khẳng định như vậy thì tôi thấy tôi sợ chị rồi đó. Chị đề nghị thôi. Chứ chị yêu cầu bắt tạm giam sao được? Người ta bị tội gì bắt ta? Đúng chưa? Và chị muốn người ta làm theo ý chị thôi. Còn theo ý của pháp luật thì ai có tội thì xử, chứ ai ta, ví dụ như người ta cái tội đó chưa có đến mức mà bắt tạm giam thì người ta sao người ta bắt được? Chị cứ lợi dụng vào cái sự việc chị là người bị hại của chị Hằng để mà chị kia bắt người này bắt người kia đâu có được chị. Tôi nói cái lá đơn chuyển đơn này là lá đơn cuối cùng rồi đó. Các bạn đón thử xem còn có lá đơn nào chuyển nữa không? Tôi nghĩ lá đơn này của chị Đinh Lan là lá đơn cuối cùng chuyển về công an huyện Gò Vấp rồi đó. Người ta sẽ không có nhận đơn nữa đâu. Tại vì sao? Không đủ bằng chứng, chứng cứ. Chị phải lập vi bằng những người đó. Lập vi bằng là cái gì? Lập vi bằng là chị lấy video clip của người đó, phút thứ mấy, giờ thứ mấy, hàng thứ mấy, giây thứ mấy, nói chuyện xúc phạm chị. Và đặc biệt là cái nguyên nhân nào dẫn đến cái việc người ta xúc phạm. Cơ quan chức năng sẽ mời cái người đó lên. Chẳng hạn như người ta hỏi lên cái phone game mobile, tại sao anh không có nói, tại sao anh nói thì chị Đinh Lan hoài vậy, anh có thù oán gì chị này mà anh nói như vậy hoài vậy, anh nói như vậy là xúc phạm chị này, anh hiểu không? Thì tôi mới nói rằng là tôi thấy chị này ở trong quá khứ
có nói về chị Hằng rất là nhiều nhưng mà nói chuyện không đúng là sự thật. Do đó tôi lên tiếng tôi khuyên nhủ thôi. Còn nếu như cái chuyện khuyên nhủ của tôi mà vi phạm lực thì tôi đồng ý thôi. À, và tôi dẫn chứng ra là cái chị này ăn lên trên mạng nói chuyện lan man dữ lắm. Chị bảo rằng chị quen với bác Út Anh. Bác Út á, hỏi bác Út là ai, nói đại tướng á, là lúc đó ông công an ông sùi bật mép, tôi đi về luôn à. Ông là ông hết hồn, ông xỉu luôn á, tôi đi về luôn à, chứ không bị bắt bớ gì đâu các bạn. Đó, và tôi đưa những cái đoạn video clip mà cái chị này chị bảo rằng chị quen với ông an BMC đó nè, anh coi nè, cái chị này chị nói như quen với người này người kia như vậy nè, mà chỉ lên trên mạng gặp ai gì cũng chửi hết trơn á. Rồi anh thấy như thế nào, tôi có lên trên mạng mà tôi dùng cái lời nói của tôi để cảnh giác mọi người không, tôi đòi gì bị sai không, đúng không các bạn? Đó, ví dụ chị kiện người ta thì công an mời người ta lên, người ta cũng phải hỏi gì, đúng chưa? Và người ta sẽ điều tra đó và lập vi bằng những cái lời nói nào, những cái đoạn nói nào mà cảm thấy là xúc phạm danh dự của chị, ảnh hưởng đến cái công an việc làm của chị đó thì phải làm. Mà tôi, các bạn biết á, là lúc trước á, có một cái người xuống đánh tôi á, mà tôi nhờ luật sư lập vi bằng á, các bạn lập vi bằng mà những cái lời lẽ họ hăm dọa mình á, các bạn biết nhiêu? 2 triệu đồng. Và họ sẽ đồng ý làm nhân chứng trước tòa, tức là tòa sẽ mời họ lên là họ sẽ không lấy phí thêm, tức là họ thời cho lên là hỏi anh có phải là cái anh giám đốc của công ty luật vi bằng Nguyễn Văn Nga không, nó đúng, anh cho tôi biết là cái anh full game gặp anh lúc nào, thời điểm nào, nhờ làm cái gì đó, và anh thấy cái gì, thì giống như ông đó làm chứng vậy đó. Ừ, tôi thấy ông Nguyễn Văn Nga này, ông đã cung cấp cho tôi ha, ông cung cấp cho tôi là những cái tài liệu, những cái lời nói mà cái chị đó xúc phạm ảnh và hăm dọa đánh ảnh, ảnh hưởng đến cái sức khỏe ảnh, và tôi là cái người làm chứng, tôi xác nhận là cái này có đúng. Đó là lụm 2 triệu. Một video clip hoặc là một YouTuber lụm 2 triệu. Một video clip lụm 2 triệu. 35 YouTuber lụm nhiêu? 70 triệu đúng không? Mà chỉ một video clip thôi nha các bạn. Một video clip thôi đó. Ví dụ như một YouTuber mà 100 video clip thì sao trời? À, em có hỏi cái người hôm trước á, là có điện thoại giả là cái người mua nhà đó xuống mà hâm đánh em, rồi sau đó nhắn tin hâm dọa thế nào đó, em lấy những tin nhắn đó anh đưa cho công an kêu lập biên bằng đi, lập biên bằng để sẵn nó đi, nếu mà người đó mà thực hiện thêm một lần nữa thì, hoặc là làm với cái việc này với người khác, thì chúng ta kiện ra, và cái người lập biên bằng đó là người ta nói rằng người ta sẽ ra tòa làm chứng. Tức là người ta nói cái sự việc mà các YouTuber chửi nhau đó, cái vấn đề mà người ta lập biên bằng là chuyện nhỏ, còn cái vụ người ta đi ra tòa là cái chuyện đó mới là cái người thật việc thật. Đó, giống như mà người ta là cái người móc thời gian. Giống như những cái người mà lập biên bằng là móc thời gian để cho chúng ta biết rằng vào thời điểm đó ông Full Game Mobile ổng bị người ta hăm dọa đánh vào năm 2021, ổng có điện thoại cho tôi, ổng kêu lập biên bằng. Điều mà ổng nói hoàn toàn có thật, là anh chỉ cần ra tòa nói như thế thôi. Còn ví dụ như tòa không tin thì lấy những cái bản vi bằng nó phát lên. Tức là ổng đã thay mặt mình rồi đó, ổng vừa thay mặt mình ổng làm cái này là 2 triệu. Các bạn nghĩ đi, anh chị này quất 35 YouTuber là nhiêu? Thêm 15 người bị khởi tố nữa. Thì tôi nghĩ rằng cái vấn đề đó không thể, chỉ hù cho người ta sợ thôi chứ sẽ không thể được. Thứ nhất, thứ hai nữa là chị này tạo ấn tượng không đúng và không tốt đối một số lãnh đạo, chẳng hạn như hôm trước chị nhắc cái anh Phong là trưởng công an huyện Gò Vấp thế nào đó, tự nhiên anh nhắc, thì chị này chỉ bảo rằng đó là anh Phong này là bao che gì đó cho anh Điền Võ đó, lên trên đó không chừng bị anh Phong anh kiện ngược lại nữa đó. Tôi nói các bạn nghe là như vậy. Bây giờ chị này chỉ mắc cỡ với sống riền, mắc cỡ với bà con ăn ở sao mà để cho người ta lên trên mạng người ta nói mình hoài vậy, do đó chị mẹ hăm dọa những người YouTuber đó thôi. Còn giống như kiện thì thoải mái, cái chuyện này cũng không có liên quan gì tới tôi, cứ kiện nha thoải mái để cho biết pháp luật có một cái lằn ranh giới rõ ràng, đúng không? Chúng ta lên trên mạng chúng ta khuyên nhủ người khác, chúng ta có ít lượt xem nhưng mà chúng ta không bị vi pháp luật chế tài. Còn chúng ta lên trên mạng chúng ta hùng hổ, chúng ta nói tục, chúng ta chửi thề người này người kia thì chúng ta phải chịu thôi, đúng không? Giống như người ta nói bản lĩnh mà gặp bản lề là thua đó các bạn. Đó, do đó là tôi nói cái việc mà chuyển đơn á là cái chuyện nhỏ bình thường. Một năm nay chị này đã giới thiệu chúng ta bao nhiêu cái tấm chuyển đơn các bạn? Bao nhiêu tấm chuyển đơn rồi? Mà có cái gì không? Tôi coi chừng 22 giờ đêm nay đó,
Tôi nói chị nghe là như vậy đó, kiểu chừng 22 giờ đêm nay đó, bây giờ tắt kênh YouTube cho mà ngủ đi. Đúng chưa? Đây, vào 11 ngày trước chị này cũng khoe rằng cái viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Vấp cũng đang điều tra cái sự việc này ha. Để tôi nói cho bạn, 11 ngày trước có thông tin này luôn. À, rồi bao nhiêu nữa? Đâu rồi, để có bao nhiêu ngày trước nữa. Tôi nói các bạn nghe là chơi đại đi. Nè, 3 tuần trước kể từ ngày hôm nay mùng 8 tháng 5 lịch Linh chia sẻ 8 loại ngôn ngữ học đó. Là chị này chỉ ba và 3 tuần trước chị bảo rằng là không có tấn công vào YouTuber nữa, ai muốn làm gì làm, kiếm tiền sẽ kiếm tiền. Cái tự nhiên cái bữa ngày hôm nay là khoe ha. Đây, còn trước đó 4 tuần thì chị này chỉ bảo rằng là tiếp tục tạm giam lần thứ 9 đối với Nguyễn Phương Hằng. À, các bạn thấy không? Đây, cách đây 1 tháng nữa thì chị bằng mùng 1 sớm mai nữa nè, hôm nay thứ bảy mà BC01 cũng làm việc để gửi gấp cho mẹ tôi bà Nguyễn Thị Khuyên phiếu chuyển đơn về công an Gò Vấp đó. Tôi nói các bạn biết là 1 năm nay quá trời quá đất chuyển đơn tùm lum tà la hết, mà tôi đó coi chừng bên phía bên người phát ngôn bộ công an cũng bảo rằng rồi đó, lợi dụng vào cái sự việc mà tố cáo người khác, coi chừng mình bị ông giáo khỏi đầu. Đây, trước trước đó thì cái chị này cũng cũng có cái đơn chuyển đơn nữa vào ngày 15 tháng 6. Tôi nói các chị này cứ làm gì hoài, làm sao cơ quan chức năng người ta làm việc được các bạn. Đây, 15 tháng 6 có nè, 15 tháng 6, bữa nay là 15 tháng 7, hơn 3 tháng. Lúc đó khi mà nộp đơn vào á, lúc đó em nói anh Bình Lê là khi mà nộp đơn vào á, thì với những cái bằng chứng lập biên bằng như vậy á, thì cơ quan chức năng người ta sẽ mời cái người đó lên hoặc triệu tập cái người có liên quan lên để hỏi một số vấn đề. Vào cái ngày đó anh có nói chuyện gì có liên quan đến 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 chị Đinh Lan hay là không? À, tôi cho anh suy nghĩ, nói có, ngày đó tôi có. À, anh có nói những cái lời lẽ xúc phạm chị Đinh Lan không? Nói không. Người ta chiếu cái lập biên bằng lên đó, đây là cái lời lẽ của anh nè, và chúng tôi giám định rằng cái hành động này là hành động vi phạm pháp luật. Bây giờ tôi đề nghị là không có nói về chị Đinh Lan nữa, phạt 7 triệu rưỡi là xong. Còn tái phạm nữa là lên đường. Tái phạm lần nữa là lên đường, giống như treo còi đó. Đó là lý do tại sao Trần Thị Hồng Thanh có một tấm giấy cam kết rằng không nói gì bà Nguyễn Phương Hằng nữa, dù chỉ một lời. Sau đó chị này ngứa miệng, chị này bảo mọi người hỏi rằng tại sao không nói về Nguyễn Phương Hằng nữa. Một số đồng 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 bọn nó hỏi sao không nói nữa, thì cái chị này bảo rằng là fan của bà Hằng hung dữ lắm và một còn bị đánh nữa, do đó tôi chuyển qua fan Thiền Am. Không phải đâu nghe các bạn, Trần Thị Hồng Thanh đã từng có một bản cam kết khi công an mời lên, bị ai đó tố cáo mời lên, và chị này chỉ hứa rằng chị không có nói về chị Hằng nữa. Chứ các bạn nghĩ cái miệng của Trần Thị Hồng Thanh mà có chừa ai đó? Các bạn biết nghĩ Hồng Thanh chừa ai? Lê Thanh Minh Tú là con Lê Tùng Vân mà còn bị chửi như như con đẻ vậy đó. Các bạn nghĩ là bà đó mà bà chừa ai? Nhưng tại vì các bạn không biết rằng cái chị này có một bản cam kết, mà các bạn nghĩ á, ký cam kết như vậy á, mà khi đi đủ chứng cứ đó, có bị lụm không? Em có cái bản đó, đó anh, em có cái bản đó mà biết em bỏ đâu rồi, trong cái máy tính bảng em quá trời, là để em đang chuẩn bị gắp cái thùng CPU để em chuyển cái dữ liệu này qua thùng CPU, rồi em sẽ học hỏi cái cách mà lên trên mạng bấm chữ này chữ kia chữ nọ cho các bạn xem nha, ha, bấm chữ này chữ nọ chữ kia chữ nọ cho các bạn xem. Chứ để mình ngồi nói chuyện gì mà không có đưa chứng cứ bằng chứng lên thì nó kỳ, nó ngại quá. Nhưng mà nó là con dao hai lưỡi nhé, theo quy tắc cộng đồng chúng ta không được đừng đưa những cái tài liệu mà có tên có tuổi người ta lên trên đó. Chúng ta muốn đưa lên thì phải giấu giấu và che lại, nó đi nó vi phạm quy tắc cộng đồng đó. Thì tôi nói các bạn, cái sự việc cô Hương Dương đúc cái đơn kiện của chị này, người ta cũng có cái nguyên nhân. Chị này trong cái phát ngôn trong quá khứ, chị này đâu có sợ ai các bạn, chị này không sợ ai hết trơn á.
tại vì chị Bảo gần chị quen với bà Út anh cho nên không sợ ai chứ. Nhưng mà cái chuyện người quen đó, tôi nói các bạn cũng giống như là một cái người bà con mà xa thôi, vô tình đi được dự một cái đám tang cấp nhà nước thôi, đúng không? Rồi chị này chị nổ rằng chị tạo ấn tượng sâu với những cái người lãnh đạo, tạo lên ấn tượng sâu với những cái bác lãnh đạo bên Bộ Công an này kia đồ. Tôi nói các bạn á, bắt quá người ta kiêng nể vì bà con thôi, chứ ai mà đi nói chuyện với trong đám tang mà nói chuyện tùm lum tà la mà có liên quan đến ví dụ như liên quan chị Hằng, có ai mà làm cái chuyện đó. Đó thì tôi nói các bạn, cái việc là chuyển đơn này chỉ là một cái hâm dọa thôi. Chứ lúc mà tôi tham gia drama này, tôi nói các bạn nghe là chị này chỉ hù quá, chị hù từ người này đến người kia. Cô Trần mày lụm trước đó, lụm trước là sao? Cái video clip hôm qua tôi đưa các bạn đó ghi rõ ràng là tôi tiếp sức cho Hàn Ni báo Sài Gòn Giải Phóng, mà Hàn Ni bây giờ đã bị bắt tạm giam vì cái tội 331 các bạn. Hôm qua BC02 mới nhận được đơn kiện của chị Hướng Dương nữa đó hả? Vậy hả? Y chà chà. Đó các bạn thấy không? Người ta nói cái là đơn tới liền, còn những cái người mà ủng hộ chị Hằng bây giờ toàn bộ là đi kiếm chuyện với nhau để mà kiếm tiền thôi. Nên ai mà lên trên mạng giống như hôm nay này, tôi hứng chí tôi đưa cái số tài khoản tôi lên, tôi nói các bạn góp ủng hộ tôi để mà tôi kiện anh Bình Lê ví dụ như vậy, thì có người sẽ cảm thấy là xót xa liền. Thứ nhất, số tiền đóng góp cho cái chị Hướng Dương, nếu như cái chị này mà lợi dụng vào cái lòng tốt của người khác, thì chúng ta bị một lần hai lần thôi, đúng không? Chúng ta bị một lần hai lần mà chúng ta nhìn nhận được người đó không tốt thì chúng ta tránh xa. Chứ một tôi nói các bạn, dò sông dò biển dễ dò, đố ai lấy thước mà đo lòng người. Trong câu chuyện những cái người bảo vệ chị Hằng, tại sao họ lại công kích với nhau giống như bên Lạc Phong và ông thầy Jimmy Quỳnh vậy đó. Đó, tại sao hai bên đó cùng có một cái mục tiêu cuối cùng là bảo vệ chị Hằng, mà tại sao họ không nhường nhịn? Tại sao ông Jimmy Quỳnh nhường nhịn ông Lạc Phong mà ông Lạc Phong không nhường nhịn ông Jimmy Quỳnh, là sao vậy? Sợ mất phần ăn hay gì, đúng chưa? Rồi ông này khi mà ông lên trên mạng, ông hứa ông sẽ cho Lạc Phong im miệng, cho Thám Cửa Cao im miệng, rồi bây giờ có làm cho hai đứa đó im miệng được không? Giống như chị Hướng Dương, chị còn đúc cái đơn vào hù dọa thế nào đó, tôi nói nghe hù dọa giống như Đinh Lan hù dọa cũng được, để cho những người đó tém cái miệng lại, có phải là tốt hơn không? Hồi đó tới giờ họ không làm một cái gì đó giúp cho chị Hằng cả. À, mà họ lên trên mạng hãy mà nghe ai đó kêu gọi tiền là họ ngỡ rằng mình đã mất phần rồi, do đó họ sẽ chọc kỹ bánh xe liền. Nó chẳng thà ví dụ như chị Hướng Dương, chị tham đúng không, tham được nhiêu tiền, mà bao nhiêu tiền đó có mua nổi cái danh dự của chị không, trong khi chị làm đâu phải là cái người không có tiền, đúng chưa? Đó thì tôi nói các bạn á, cái người ta bỏ công ăn việc làm để cho người ta đi tới đi lui đi xuôi đi ngược khi mà công an mời, và thậm chí người ta chịu trách nhiệm trước pháp luật nữa, thì cái điều đó cũng là một điều đáng thôi các bạn. Các bạn dám làm không? Bây giờ không cần chị Hướng Dương nữa, ai xung phong lên trong nhóm bảo vệ chị Hằng, ai xung phong lên tôi sẽ kêu quyên góp cho người đó. Làm như vậy người ta mới sợ. Các bạn thấy chị Lan nhà ta bắt đầu co cụm rồi, các bạn thấy không? Bắt đầu sợ rồi đó, tự nói tự dối lòng thôi. Giống như tôi bây giờ mà ai đó đưa cái đơn ra kiện tôi cũng thấy hơi ngán các bạn. Ủa tôi làm gì sai mà kiện tôi ví dụ vậy? Tôi nói với các bạn nghe, làm như vậy để cho cái thậm chí là giúp luôn cái chị Lan nữa, để chị bớt cái miệng chị xuống, chị không nói về chị Hằng nữa. Chứ còn tôi nói các bạn cứ mở miệng ra mà nói ông này ông kia ông nọ, chị kiện người ta thì người ta kiện chị, đó là chuyện bình thường, lực nhân quả, lực bù trừ, đúng chưa? Cái chuyện mà chuyển đơn, chuyển gì chuyển đó, làm nhanh nhanh đi. Mà tôi thấy trong năm nay hình như là biết bao nhiêu lá đơn à, biết nhiều lá đơn mà có đi đến đâu đâu các bạn. Tại vì các bạn thấy rõ ràng là giống như trường hợp của chị Hằng đi, lỗi không hoàn toàn của chị Hằng, mà chị Hằng chỉ bị rơi vào bẫy của một cái nhóm người mà hồi sáng tôi đã nói các bạn rồi đó, Nguyễn Tiến Dũng. Và cái buổi dạ hội đó có liên quan đến ai, và những cái người đó có mối thâm tình về những cái người đang bảo vệ chị Hằng bây giờ, họ phải lên tiếng phân minh phân nga tại sao họ là người đàng hoàng mà họ chơi mấy người chống chị Hằng. Các bạn đặt cái dấu hỏi ngược lại, bắt họ phải giải thích. Giống như trường hợp của Lạc Phong cũng vậy,
phải lên trên mạng giải thích rằng tại sao tôi với quan hệ tôi liên hệ với những người đó như vậy, tôi giải thích được không? Hay là sai nhất là Phan Phong cũng vậy, có lên cái giải thích được là tự nhiên trên đời rơi xuống có ông 530 triệu mà kết tội mình, tại sao mình không có đứng lên mình phản biện cho mình mà mình cứ ấp a ấp úng, rồi mình con mắt mình láo liên rồi mình bán cái qua cho bên thám tử cao với ông Lê Minh để cho ông Lê Minh bảo vệ là sao? Các bạn thấy nó ngộ không? Mình là người đàng hoàng, ai mà nói mình liên quan đến tiền cho livestream ba mặt một lời, đúng không? Và mình phải có cái phản biện riêng của mình. Mình không phản biện được, mình nín thinh và mình dùng vũ lực để nói cái lời nói mình nó đúng là cái người đó là không xài được các bạn, không xài được. Tôi nói bây giờ nè, không nói, sau này chị Hằng được tại ngoại thì ông có khả năng ông nói nữa được không? Không chừng lúc đó quay ngược trở lại, lúc đó quay ngược trở lại chửi chị Hằng luôn không chừng. Các bạn thấy có biết bao nhiêu trường hợp ha? Giống như trường hợp ma sơ vui vẻ đó. À, các bạn thấy rõ ràng, ma sơ vui vẻ là trường hợp cho các bạn xem. Mới đầu vô đồ bà đặt cô này dữ lắm binh vực chị Hằng. Rồi cuối cùng thấy chị Hằng yếu thế cái quay ngược chửi chị Hằng luôn. Nghe ghê không? Đừng có bao giờ làm hành động đó nha. Các bạn nên nhớ rằng còn ông Điền Võ nữa, ông đó ông giang hồ dữ lắm. Tôi nói các bạn nghe là như vậy, tôi coi cái khúc đánh lộn của ông thấy ghê lắm. Quay mặt với chị Hằng hay là đã nhận được một cái gì đó từ những người đó mà quay lại mà mắng chị Hằng là coi chừng. Mà tôi nghĩ rằng cái điều đó chắc chắn nó xảy ra thôi. Tại vì chị Hằng, nếu chị Hằng đi ra ngoài rồi một cái thì chị Hằng hỏi thôi, tại sao em bảo vệ chị mà em lại đi chơi với thằng chửi chị? Chị Hằng kêu lại, chị Hằng hỏi như vậy thôi. Thì các bạn nghĩ như thế nào? Không lẽ lúc đó đi qua Mỹ rồi cái bỏ hết tất cả, không sợ ai cả. Làm người làm gì khôn quá ha. Các bạn thấy khôn không? Và tôi thấy có những cái tin nhắn tình tứ của một ai đó nhắn tin với Trang Vina. Mà các bạn biết Trang Vina là ai? Là một trong những cái người mà rất là nói về chị Hằng rất là khó nghe. Bây giờ xóa hết trơn video clip rồi, nhưng mà bên kênh của anh Nông Dân còn. Đó, tôi nói các bạn quay qua quay lại thì chẳng, họ không giúp chị Hằng cái gì đâu. Họ chỉ lợi dụng vào cái sự để tôi thương chị Hằng, tôi thương chị Hằng, xong cái hãy ủng hộ cho tôi, đơn giản như vậy thôi. Và tôi nhắc các bạn nhớ một lần nữa nhé, tại sao họ sai rõ ràng như vậy mà có cái lượng khán giả từ 2.000 đến 3.000 người. Các bạn đi qua kênh của Trần Thị Hồng Thanh thì các bạn sẽ hiểu. Một cái nhóm phản động đã ủng hộ đó, chứ không có ai mà cái gì không rõ ràng về tiền bạc như vậy mà ủng hộ như vậy đâu các bạn. Và cái nhóm này nó đã ăn lâu lắm rồi, tức là cái nhóm này nó đã chơi thân lâu lắm rồi. Có một người mà nhắn tin tới 500 tin nhắn, là các bạn biết là một người khán giả mà nhắn tin trong đó tới 500 tin nhắn là các bạn hiểu rồi. Nhớ nha, bây giờ không chịu nói thì từ khi mà chị Hằng ra được rồi thì đừng có nói. Nghĩ đi, ví dụ như người ta hỏi giữa Jimmy Quỳnh và Lạc Phong, chị Hằng chọn ai? Chị Hằng nói tôi chọn không được. Giống như cái chú ở diễn đàn 2019, chú Tò đó, anh Tò đang chọn không được. Nhưng đưa video clip lên, chị thấy cái người này không? Chị biết cái thấy người này không? Cái người này chửi chị biết không? Chị biết. Chị biết cái anh này quen với anh chị này không? Đây nè, đưa ra cái lúc đó khỏi chạy. Các bạn có thể bây giờ lừa dối khán giả được, nhưng khi chị Hằng được tại ngoại hay là chị Hằng được tự do rồi, tôi đố các bạn chạy được đó. Tôi đố các bạn chạy được. Tôi nói các bạn như vậy đó. Rồi tôi có các bạn, cái người thương chị Hằng nhất ở trong YouTuber này, chỉ một người duy nhất tôi nói với các bạn luôn là ông Điền Võ đó. Tôi dám nói một câu đó là tôi đâu sao câu chuyện này. Nhưng mà tôi đọc hết tất cả những YouTuber rồi. Cái hôm mà công an mời anh lên, anh nói một câu tôi nghe tới bây giờ tôi còn nể ảnh. Tôi làm cái vấn đề này là vì tôi mến chị Hằng, không có liên quan chị Hằng cả. Tức là bán bỏ vai trò, tôi làm tôi chịu, không liên quan chị Hằng. Đó, ông chỉ cần nói một câu đó là tôi thích. Các bạn dám nói câu đó không? Thì công an chịu chập các bạn. Tôi nói các bạn đừng, những cái người mà bây giờ ủng hộ chị Hằng rồi phản bội lại chị Hằng, cái tội nó ghê lắm. Chẳng thà bây giờ chống luôn đi, vậy chúng tôi dễ xử. Tôi nói các bạn giống như chồng trạng thái tôi rất buồn khi mà tôi ghi trạng thái đó. Chị thà bây giờ chống luôn đi cho nó dễ để tôi phòng. Các bạn biết thằng đó là ăn trộm thì các bạn hãy không cho nó vô nhà. Nhưng các bạn không biết nó ăn trộm nó vô nhà các bạn, rồi một ngày nào đó nó xử hết người trong nhà luôn, nó lấy tiền ra ngoài luôn. Các bạn có chống nó được không? Bởi vì người ta nói dò sông dò biển chảy dò, đố ai lấy thước mà đo lòng người. Chẳng hà giống như chị Đinh Lan vậy đó, chúng ta biết chị này vậy đó, chúng ta còn có thể là bỏ qua cho chị.
Còn những cái người mà đã có những cái sự ân huệ từ cái sự việc chị Hằng mà chống ngược chị Hằng lại thì tôi nói các bạn nghe là cái vụ đó không không thể nào tha thứ được các bạn. Mà cái dấu hỏi tôi đặt ra đây là lúc chị Hằng còn tại ngoại, tại sao không nhảy vào lúc chưa bị bắt đó, tại sao không nhảy vào để mà bảo vệ cùng một lúc? Tôi thì tôi nói các bạn, tôi là người tỉnh lẻ ở túc ở Kiên Giang, là không lẽ tôi bỏ công ăn việc làm tôi lên Bình Dương, trong khi những người này không có công ăn việc làm gì cả, mà tại sao lúc đó không nhảy vô? Đợi lúc chị Hằng bị tạm giam rồi mới nhảy vô làm sao? Ai trả lời tôi câu hỏi này tôi có thưởng. Ok, một lần nữa cũng xin cảm ơn và tổng chào tất cả mọi người đến buổi livestream này. Ha, bây giờ là còn có khả năng để mà cải tà quy chánh và nói cho mọi người biết rằng tại sao tôi là như vậy. Tới khi mà chị Hằng ra rồi tôi đố các ông chạy được đó. Tôi nói các ông là như vậy đó. Các ông lương lẹo lương hơn chị Hằng không? Đó. Ok thì thôi thì tôi kết thúc cái buổi livestream tại đây. Tôi nhắc các anh bảo vệ chị Hằng một lần nữa nhé. Bây giờ vẫn còn có